Cố gắng thôi, đánh nốt trận này để nghỉ các bạn ạ. Tầm này đánh thế thôi. Đánh nhiều làm cái chi cho nó mệt ra. Thắng rồi, trận này thắng chắc. Mẹ tôi lấy được cái ô thằng này nó có sau mấy giây này. Mẹ nói chung là hai thằng cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Trên con mẹ con pháp sư mà đánh thì đéo là nãy giờ. Phép 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 phép. Hemi đi cơ, Hemi đi cơ. Để tao con Hemi đi. Cho tao con Hemi đi mày. Thôi, nếu mẹ còn cái nịt rồi các ông ơi. Còn cái nịt rồi. Cái này là toang rồi. Đéo biết ghép đồ gì bây giờ nữa. Mấy con sát thương chủ lực đéo lấy được đồ. Toang. Năm đột biến này. Bắp 2 này. Ghép đồ cho con này đi. Nó tầm này là trâu rồi đấy các bạn. Trâu bò rồi đấy. Eco tiền thôi. Tầm này cứ eco tiền mà rã này. Đéo quan tâm. Đéo quan tâm cho lắm. Nên là cái giáp mà lên kiếm được thêm được cái phép nó thì ngon này. Vừa kháng cái phép vừa có ấy thôi. Tuy mẹ đồ công hơi yếu nhưng mà dàn thủ thì mạnh, thoải mái thủ luôn. Bây giờ tôi mới cho hai thuật sư mà nữa thì nó bút máu để gọi là vãi lìn luôn. Bạn tin không? Ui rồi, nó bắn phát chết đi. Ui thằng đéo nào cũng có sau 15 giây thế này. Nhiều thế. Mẹ à, mấy thằng này chúng mày định mẹ mày bão bão và cái skin này chưa? Ui mẹ, ba thằng này đều chịu thắng này, không thằng nào chịu thằng nào cả. Thế mà sợ chứ. Zone đây rồi. Trận này thắng nữa là lên luôn này. Lung linh là lên luôn đi này. 6 chuỗi thắng rồi, mỗi trận cộng 3 vàng nữa mà các bạn. Thằng này hóa kỵ. Thằng này đánh đột biến. Thì mẹ năm đột biến của nó cũng dã man đấy. Mẹ nó đang nó nuôi con cho gắt ba là vỡ mồm. Lại gặp thằng này, vãi liền. Đéo gặp gặp nhau hoài vậy nhỉ. Bây giờ tôi kiếm thêm một con thuật sư nữa. Nó mạnh ở đây các bạn ơi, đừng có đùa với nó, địch mạnh luôn ạ. Ô kìa. Ồ, may chưa? May chưa, may chưa? Nổ và chết con này luôn. Con này đánh 6 du đưa hai pháp sư rồi. Nó đánh trùng bài với mình. Thế mới dở chứ. Đánh khác bài đi một tí bạn ơi. Tôi thì chưa muốn cho thuật sư vào thôi đấy. Tôi cho thuật sư tầm này vào là căng đấy. Thằng này nãy giờ năm hóa kỵ vẫn thắng à. Năm hóa kỵ hai thách đấu hai đấu sĩ mà nó lấy được con Mundo sớm lại đái biết. Level 6 này, nhịp mẹ. Level 6 toàn tướng mẹ với bốn tiền, đéo hiểu game kiểu gì nữa. Phải liền game luôn, ơ kìa, không nhặt được đồ này. Ôi, Hemi vào được chưa? Hemi đéo biết vào được chưa? 50 tiền rồi này các ông này. Tầm này cho tìm kiếm thêm một con thuật sư nữa là đánh được rồi. Mỗi tội đéo có đồ, đéo biết ghép cái gì. Ra toàn đồ tanh này. Trong mẹ game vãi lìn thật. Game này là game vãi lìn. Nó gặp thằng nào đây? Mày đấy thì mẹ, hai thằng chuỗi thắng bây giờ vẫn chưa gặp nhau. Ông này thì đánh nhà phát minh. Mày ăn khỏe. Tướng mà 1-2 tiền nhận tốc độ đánh kìa. Bắn đi. Hợp lý. Ui giời ơi tiên tiên. Ui giời ơi. Chết mới tầm leo vào đây mà ông là ông ấy mất cái kia máu thì thôi chịu rồi. Bó tay này, chịu đấy các bạn.
tướng hai tiền này lên cấp nhỉ. Mình có vẻ lên cấp hơi quá tay nhỉ. Ừ đéo à, nãy giờ tôi lên cấp quá tay vậy đấy rồi. Cho Chitana nữa vào là mẹ mẹ 6 đu đơ rồi đấy. Bắn đi. Thay mẹ con này ra lắp đồ con kia là siêu khỏe mẹ rồi. Bán mẹ con này đi cũng được, tầm này tôi chưa muốn bán nữa chứ cần. Ôi bỏ hai vệ sĩ ra yếu hẳn ra. Ôi mẹ đội hình dưới của tôi còn mạnh lắm, không ăn được đâu. Giời ơi, family pha thôi toang. Thằng kia nó ghép đủ đồ đây kìa. Ui địt nó hai zone luôn ạ. Vậy đái thế. Samira. Nãy giờ chưa lấy được mẹ mẹ con nào ra hồn đâu nhá. Game ơi. Áp vừa thôi. Kìa, thay con này vào đi được không? Bán đi được rồi đấy. Tầm này thôi là đủ rồi. Không lấy được cái gì thì mình chịu chứ còn đánh cái đéo gì tầm này nữa. Bây giờ tôi chỉ chờ lấy team. Ui dồi ôi, nó không lấy được mấy con level mấy rồi kìa. Ai rồi bắn kìa. Định mệnh thằng này nó lấy được đồ chuẩn cho con này này. Tôi nãy giờ tôi lấy được cái đồ đéo nào đâu. Đèn vãi hận vãi hàng kìa. Cố gắng lên xem nào. Ui ôi, nó còn con Gazian trâu thế nhỉ. Không mẹ búp đi, búp 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 búp. Ồ thắng này. Tao lạy chúng mày, để lại cho tao cái nước mắt đi. Để lại cho tao cái nước mắt. Còn mày ảm trận này có hai nước mắt đấy, để xem chúng mày có lấy được. Mẹ mày hết hai nước mắt không? Mấy thằng củ lên này. Chả nhẽ chúng mày, ui giời ơi nó lấy thật. Thì có mẹ ảm tách nó lấy thật luôn không ạ? Mẹ nó khó cho tôi quá. Game này tôi phải đánh kiểu gì đây? Thật sự là khó, thật sự là khó. Khó thật sự là. Nhớ phải đánh kiểu gì nữa? Ngay cái căng. Tôi muốn cho hai thuật sư vào cơ. Tí lên 8 tôi ném vào vậy. Cứ bình tĩnh. Đéo biết có bật lít không? Đéo biết nữa các bạn. Chuỗi thắng 10 này. Mẹ nãy giờ chưa thấy thua luôn. Thằng này thì bây giờ lại lên này. Cũng 90 máu này. Mấy ông kia thì mất mẹ nó hết đống máu rồi. Hồi máu đi, hồi máu cho thằng kia kìa. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ôi khỏe rồi đấy. Bị mẹ ăn sau 15 giây thì các cụ tuổi lin ạ. Xin vĩnh biệt cụ luôn này. Xin vĩnh biệt cụ này. Ui thằng này nó cũng mấy chuỗi thắng rồi nè. Căng thế nhỉ. Chitana này. Nếu biết trận này đánh kiểu gì đây đây. Khó quá. Khó thật đấy, thề với anh em khó. Chuỗi thắng thứ 11 rồi, nãy giờ tôi còn chưa muốn zone đây này. Còn mẹ hai thằng du lư đánh nhau ở bãi lìn chúng mày. Kiếm đâu ra con Janna bây giờ. Không biết lấy đâu ra con Janna nữa cơ. Thằng này nó lấy được ấn gì vậy? Chứ nó không ăn được mình đâu. Nếu mà hai con bằng đồ nhau thì xin cái tuổi luôn. Anh em nhìn đồ này bây giờ mình phải đánh kiểu gì bây giờ? Tôi đéo biết phải ghép trận này ghép đồ gì nữa. Lulu này, Bắc này.